Hôm nay cái chuyên mục sửa chữa bảo dưỡng cái thiết bị rửa xe cùng với DC nhé à, đây là một cái đầu bơm uh, của khách hàng bên mình này mới sử dụng được uh, tầm khoảng hơn một năm. Đấy, khách hàng thay dầu cũng rất là đều. Khách hàng có gọi điện là hiện tại bên máy của em đang bị kêu rất là to. Đấy và mình đã khuyên khách hàng là dừng lại, dừng máy lại và gửi máy cho mình. Nhưng mà trước khi bảo dừng máy lại thì mình đã kiểm tra thứ nhất là đầu cấp nước vào là vẫn sạch. Tại vì riêng máy bên mình nắp 100% là có quả lọc đỏ bên ngoài thì thường thường sẽ không bẩn ở trong đầu lọc được thì nhìn đầu lọc ở bên ngoài vẫn sạch không vấn đề gì về nước cái thứ hai là bếp có bị tắc hay không thì cũng không bị tắc béc luôn đó mà áp lực lại không lên được và tiếng kêu rất là to đấy thì mình đã bảo khách hàng dừng máy lại và gửi xuống cho bên mình đây thì bên mọi người nhìn đây đây là ba cái tay biên này mình sẽ để đúng cái tay biên theo đúng cái số thứ tự luôn nhé đây ba cái tay biên này tay biên một tay biên hai tay biên ba trục khỉu nó sẽ làm theo kiểu vị trí như này đây là phần khuyết này nó sẽ có cá lắp trực tiếp vào phần motor này đây tay biên sẽ lắp như này ba tay biên sẽ làm ở ba vị trí như này đấy đây là bi đũa sẽ lắp ở vị trí của trục khỉu đầu trục khỉu bi cơ sẽ lắp ở cuối trục khỉu đấy thì cái máy này thay dầu đều khi mình xuống mình kiểm tra thì đầu tiên mình tháo ra đầu tiên phải kiểm tra máy bổ ra đã thì kiểm tra thứ nhất là cái tay biên ở phần bị cơ phần đầu motor này bị bó biên đây hình ảnh mình sẽ cho mọi người xem cái video luôn ban đầu nhé bây giờ mình đã rũa đẹp hết rồi này mình đã xử lý ok tạm là ok rồi đây như zin luôn đấy thì tại sao nó chỉ bị một cái đầu này mà chưa bị đến hai đầu này thì mọi người nhìn đây hai tay biên này còn vẫn rất là đẹp này chưa ảnh hưởng gì nhá chưa ảnh hưởng gì đây là rất là may mắn đấy nhưng tay biên này đã bị bó nguyên nhân là gì đây cái đầu bơm khi lắp xong nhá thì bình thường khi mình lắp xong nó sẽ cân như này nhưng mà khi sử dụng có thể nhiều vấn đề nó sẽ bị nghiêng máy nghiêng máy thì cái phần đầu của phần bí đũa này phần motor này nó cao phần đầu máy nó bị trúc xuống như này thì mọi người hình dung là dầu mọi người vẫn đổ đủ bình thường nhé đấy nhưng cái phần cuối của phần tay biên này nó không đủ dầu được đấy dầu nó không bôi trơn được thì gây hiện tượng là bị bó biên nhưng cũng rất là may cho khách hàng bên mình là gọi điện cho mình là mình đã tư vấn khách hàng dừng máy ngay không sử dụng nữa chứ nếu mà cố chạy thêm nhé thì toàn bộ ba cái tay biên này bó hết, bó hết và nó ăn vào phần và trục khỉu thì chắc chắn nó sẽ vứt cả tay biên và trục khỉu đi. còn nếu mà nó rủi ro nữa thì có thể là vỡ cả cái phần bầu dầu như này thì cái chi phí là rất là đắt. đấy rất may khách hàng bên mình là mình kiểm tra mới bị hỏng tay biên nó biến dạng tay biên này, mọi người nhìn này biến dạng hết tay biên này, thì tay biên này phải thay và trục khỉu khi mình xử lý đã ok. đây mọi người nhìn video ban đầu và bây giờ nhé, đã xử lý rất ok rồi, thì cái trục khỉu tận dụng được này, hai tay biên này tận dụng được. Nhưng khi mình kiểm tra Khi mình kiểm tra thì bi cơ đã có hiện tượng là Lúc mở ra mọi người nhìn thấy mạc sắt rất nhiều này Đây mạc sắt rất nhiều luôn này Thì mình kiểm tra này Mình xoay thử này Thì bi đã có hiện tượng bị gợn bi Bị gợn bi Đấy Bây giờ nếu mà cố chạy nhá Cố chạy nó sẽ gây hiện tượng là bị sôi dầu và lại sẽ bị hỏng đầu bơm tiếp mình phải kiểm tra bằng cái cảm nhận bằng cái kinh nghiệm của mình trong nghề mình đã làm phải thật sự ok thì mình cảm nhận được cái bi này nó còn dùng nữa hay không đấy thì bi cơ nó bị hỏng đã chạy đã bị tiện tượng sật này bi đũa bi đũa thì cũng hiện tại là đã hiện tượng là hơi hơi bị rỗ một chút thì mình đã phải thay cả bi cơ và bi đũa thì cái máy này bây giờ sẽ thay bi cơ và bi đũa và một tay biên là xong rất may mắn khách hàng là chưa bị hỏng hóc nhiều đấy cái chi phí ở trước nó không nhiều chỉ tầm vài trăm ngàn thôi như vậy đã đủ rồi OK, thì thay kêu mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Mọi người lưu ý khi sử dụng máy, mọi người thường xuyên kiểm tra đổ dầu đầy đủ, nước sạch và đầu máy lên để thật cân. Nhất là anh em sử dụng máy mà có bánh xe bằng hơi, thì mọi người phải thường xuyên kiểm tra hơi, nó sẽ đảm bảo cho anh em nhất nhá. OK, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo.